Hai lô liền kề với diện tích mỗi lô là ngang 5, sâu cho 50 và mỗi lô có 100 m2 đất thổ cư và nằm trên mặt tiền đường bê tông 5 m thông dài nha quý vị. Và ở đây thì chúng ta cách khu nghiệp MegaMex trên thành Bình Phước giai đoạn 1 311 hecta công nghiệp mà độ phủ kín lên tới 60% cũng chỉ 2 km, cách ngã tư Trơn Thành cũng chỉ 5 km. Với bất động sản này nằm ở phường Minh Thành thị xã Trơn Thành tỉnh Bình Phước, 250 m2 và có 100 m ODT. Vị trí được chúng ta nằm ngay đây quý vị. Đó từ cái cọc này quý vị ơi chúng ta phải thấy ạ từ cái cọc sắt này nha sâu vào sau là 50 mét ngang 5 mét từ cọc này qua đây 1 2 3 4 5 tới cọc này 5 mét nha quý vị đó tới đây 5 mét và hai lô là 10 mét một cọc nữa là tới đây luôn đó 10 mét 10 mét vuông đất 10 mét ngang sâu cho 50 500 mét vuông mỗi lô ở đây mỗi lô 5 mét ở đây giá 450 triệu và có 100 mét thổ cư và cách tất cả các tiện ích với bán kính chỉ 4 km là chúng ta đã có các tiện ích như điện máy xanh bách hóa xanh trung tâm văn hóa thể dục thể thao trường mầm non trường cấp 1 trường cấp 2 và ủy ban nhân dân phường Minh Thành rồi đã có khu công nghiệp hiện hữu rồi nhân cư ở đây sống đã đông đúc rồi kế căn nhà nha quý vị đó trước mặt cũng là cũng là có căn nhà trên đây cũng có căn nhà và xung quanh đã có căn nhà hết rồi Điện đã có, hiện tại chúng ta đang sử dụng nước giếng khoan nha quý vị Đang sử dụng nước giếng khoan Và đường này chúng ta chạy thẳng rẽ phải Chúng ta ra đường DH01 chỉ 300m Đường này chúng ta sẽ trái ra đường DH01 cũng chỉ 300m Với diện tích đất này ạ, quý vị ơi Nó cực đẹp nha quý vị, cực đẹp Thế đất bằng phẳng, tiện chúng ta có thể xây dựng để ở kinh doanh Nhà trọ cho công nhân tại các khu nghiệp BKMX này thuê Thì đều được nha quý vị Gọi là vùng ven của khu nghiệp Với diện tích này mà giá này thì chủ đã hạ giá lên tới 30% cho với thời điểm trước. Những vị trí bất động sản này cách đây khoảng 2 năm trước với giá từ 750 cho đến 800 triệu mà tại hiện tại bây giờ giá chỉ 450 triệu đã cắt lỗ lên tới 40%. Quý khách quan tâm tới bất động sản này, nhanh tay liên hệ trọng thơ qua số điện thoại 0962 854 858 để trọng thơ đón quý khách hàng để xem đất và lên xem thực tế của vị trí đất gặp trọng thơ để chốt nha.